chào mọi người. Chào mọi người, mình là An đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mà mình đã muốn làm từ rất là lâu rồi. Đó là nói về những cái cuốn sách mà mình thích. Stephen King là một tác giả chuyên gia viết truyện thể loại kinh dị siêu nhiên, giả tưởng. Mặc dù đây không phải là cái thể loại truyện mà mình hay đọc, nhưng mà cuốn sách này thì lại là cái cuốn có ảnh hưởng lớn nhất với mình trong việc viết lách. Trong cái cuốn hồi ký này á, thì Stephen King kể về ý tưởng đằng sau những cái câu chuyện của ông ấy, về cái sự nghiệp viết lách của ổng, về những cái đợt khủng hoảng, và đặc biệt hơn là mà mình nghĩ là quan trọng nhất là lý do đằng sau việc viết. Vậy thì tại sao một nhà văn lại viết văn? Để mình trích một câu trong cuốn On Writing mà mình rất là thích cho các bạn nghe. Writing isn't about making money, getting famous, getting date, getting late, or making friends. In the end, it's about enriching the lives of those who will read your work and enriching your own life as well. It's about getting up, getting well, and getting over. Getting happy, okay? Getting happy. Mình từng là học sinh chuyên văn á, nhưng mà đối với mình thì những năm cấp 3 cái việc viết nó rất là khổ sở, tại vì cảm giác như bị ép viết á. Mình bẵng một thời gian, cái thời mình học đại học mình cũng không có đọc văn chương viết lách gì hết. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học thì cái việc viết văn nó đã trở thành một cái phần con người của mình á. Tại vì sau đợt đó thì mình bị rất là nhiều đợt khủng hoảng, chắc là khủng hoảng tuổi 20 á. Và cái việc viết lách nó đã cứu mình ra khỏi những cái khủng hoảng đó. Ở thời điểm hiện tại thì mình không còn viết vì khủng hoảng nữa, mà mình đơn giản là viết bởi vì mình yêu thích nó thôi. Trong sách này thì sẽ có một cái số đoạn nó đề cập tới việc dùng ngữ pháp và sử dụng ngôn ngữ trong tiếng Anh. Cho nên nếu như mà các bạn muốn viết tiếng Việt đó, thì cái phần này nó sẽ không có liên quan lắm. Nhưng mà 80% những cái gì mà Stephen King nói trong sách đó, thì mình nghĩ là nó là cái kiến thức phổ quát và nó có thể áp dụng được cho tất cả mọi ngôn ngữ. Cho nên bạn nào mà thích viết lách thì hãy đọc thử cuốn này nha. Mình rất là recommend. 5/5. Nhân vật chính ở trong cái cuốn sách này á, là một nhân vật hư cấu. Tuy nhiên cuốn sách này vẫn được xét dưới dạng là non-fiction bởi vì nó được viết theo kiểu extended essay, hay còn gọi là tiểu luận dài về phụ nữ, dưới vai trò là nhà văn và vai trò là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết. Ở trong cái cuốn tiểu luận này thì Virginia lập luận là nếu như bạn muốn viết và bạn muốn sáng tạo thì bạn cần một căn phòng riêng, có khóa cửa và bạn cần có tiền. Phụ nữ thời bấy giờ khác với đàn ông là họ luôn phải phụ thuộc rất là nhiều vào chồng của họ, và họ không có đủ không gian cũng như là thời gian để sáng tạo. Bà ấy lập luận là để mà một cái người phụ nữ có thể khám phá được hết cái tiềm năng ở trong sự sáng tạo của mình thì người đó cần sự riêng tư và cần sự độc lập. Cuốn tiểu luận này thì mang tính lịch sử khá là cao, và khi mà mình đọc qua thì mình rất là biết ơn những cái người phụ nữ đi trước đã fight for us, đã gọi là đấu tranh cho những cái thế hệ sau được có những cái mà chúng ta có như là bây giờ. Tuy nhiên cái điều mà mình nể nhất ở Virginia đó là bà ấy nói là để một cái tác phẩm văn học nó bền bỉ với thời gian và nó trở thành một tác phẩm kinh điển và nó có sức sống lâu dài thì cái tác phẩm đó phải là phi giới tính. Có nghĩa là bạn không thể nào dùng một cái giọng văn quá là nữ tính hay là một cái giọng văn quá là nam tính. Đây là một cái điều mà mình rất là nể ở Virginia. Có nghĩa là bà ấy vẫn đặt cái giá trị của văn chương và đặt cái quality over anything else. Đây là một cuốn tiểu luận phải nói là xuất sắc, 5/5. Catch Your Inner Rye hay dịch tiếng Việt là Bắt Trẻ Đồng Xanh là một cái tác phẩm văn học khá là kinh điển, và nó viết về một cậu bé, một bạn nam 16 tuổi tên là Holden Caulfield, và những cái quan sát của bạn ấy về thế giới xung quanh mình. Khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình ước gì là mình đã đọc nó vào năm mình 16 tuổi, và mình đọc lại khi mà mình đã vào cái tuổi 20 mấy. Mình nghĩ là cái sự thay đổi nó sẽ rất là nhiều. Khi mà đọc vào những năm 16 tuổi, có thể là mình sẽ chưa có nhận ra được những cái mà mình nhìn thấy vào ngay lúc này đâu.
Nhưng mà mình cũng rất mừng vì mình đã đọc Catcher in the Rye, vì nó là một cái tác phẩm thật sự rất là đẹp. Thì đây là một cái tác phẩm rất là dễ đọc và rất là hài hước, nhưng mà không có dễ hiểu. Dễ đọc là tại vì bạn cầm lên và bạn cảm giác như là Holden là một người bạn của bạn, và giống như là bạn đang trò chuyện và đang nhìn thấu được cái suy nghĩ của cái người bạn đó. Nhưng mà khó hiểu là bởi vì như mình đã nói chứ, là mình nghĩ là bạn cần phải có một cái trải nghiệm nhất định và cần một cái thời gian đủ dài để soi chiếu những cái trải nghiệm đó thì bạn mới thực sự hiểu được những cái ẩn ý trong cái câu chuyện này. Mình rất là thích Holden, mình đồng cảm với Holden rất là nhiều và mình cũng rất là quý cái tình cảm mà Holden dành cho em gái của mình. Những cái quan sát của Holden thật sự rất là sắc bén so với một cái người 16 tuổi. Và mặc dù là cậu ấy tỏ ra một cái vẻ bề ngoài rất là bất cần đời, rất là chán chường với cuộc sống, nhưng mà bên trong thì cậu ấy là một người rất là ấm áp. Mình sẽ đọc cho các bạn một cái quan sát của Holden mà mình rất là thích và rất là tâm đắc. If you do something too good, then after a while, if you don't watch it, you start showing off, and then you're not as good anymore. Trong cuộc đời bạn thì sẽ luôn có những cái cột mốc, luôn có những cái thành tựu gì đó khiến cho bạn tự hào. Bản thân mình cũng như thế thôi, mình cũng đã từng mang trên mình rất là nhiều những cái thành tích, thành quả của mình ngày xưa, và mình rất là tự hào về những cái điều đó. Nhưng mà cái giây phút mà bạn để cho quá khứ nó chùm lấy mình quá nhiều á, đó là cái giây phút mà bạn ngừng phát triển. Và đây là một cái lời nhắc nhở mà mình đọc mình vẫn luôn nhớ tới bây giờ, và mình luôn nhắc bản thân mình là không có được nhìn về những cái trong quá khứ quá là nhiều. Đương nhiên đó là những cái trong quá khứ thì nó giúp cho bạn kiến tạo lên con người của bạn bây giờ, nhưng mà nếu như bạn để cho nó kéo bạn lại á thì bạn sẽ khó để mà bay xa. Cái đoạn này là lúc mình đang cố gắng giải thích cái tên của cuốn sách Bác Trẻ Đồng Xanh á, nhưng mà mình nhận ra là nếu như mình giải thích khúc này thì giống như là hơi bị spoil, cho nên là các bạn nếu muốn biết cái ý nghĩa bao quát của tên sách thì hãy đọc sách nhé. Cuốn này thì mình cũng sẽ chấm 5/5. Cho tới thời điểm hiện tại luôn mọi người, mình chưa có đọc được một cái cuốn sách nào mà cái nhân vật nữ chính á lại badass, lại ngầu đến như vậy á. Và như cái tựa đề thì các bạn cũng biết đây là một cuốn sách về Evelyn Hugo. Đương nhiên Evelyn là một cái nhân vật hư cấu thôi, và cái cuộc đời của bà ấy khi mà bà ấy là diễn viên Hollywood. Evelyn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và tham vọng, và tới cuối cuộc đời của bà ấy thì bà ấy muốn gọi là expose, gọi là tiết lộ những cái bí mật, những cái sự thật về cuộc đời làm diễn viên của bà ở Hollywood. Và bà ấy đã gọi một cái người phóng viên trẻ là Monique Grand đến để giúp bà thực hiện chuyện đó. Trong cái lúc mà hai người thực hiện những cái cuộc phỏng vấn với nhau đó, thì chúng ta sẽ được bước vào cái cuộc đời của Evelyn Hugo khi mà bà ấy còn trẻ, và nhiều năm cho tới khi mà bà ấy ở cái vị trí của bà ấy hiện tại. Lúc này thì chúng ta sẽ được gặp gỡ 7 người chồng của Evelyn, và chúng ta sẽ biết được là ai mới là tình yêu đích thực của bà ấy. Điều mà mình thích nhất ở Evelyn có lẽ là bởi vì bà ấy là một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, và bà ấy không có victim mentality, biết rằng mình không hoàn hảo và chấp nhận cái chuyện không hoàn hảo đó, và không hề make excuses. Có nghĩa là không hề đưa ra những cái lý do, đưa ra những cái biện minh cho cái việc không hoàn hảo đó của mình. Bà ấy own up to her narrative, là bà ấy làm chủ cái câu chuyện của cuộc đời mình, và mình rất là thích cái chuyện đó. Tuy nhiên Evelyn cũng có để lộ ra những cái điểm yếu đuối trong con người của mình, và một trong những cái đẹp nhất của cái câu chuyện này đó là cái tình yêu giữa Evelyn và cái người yêu của bà ấy. Đây là cái câu khúc mà mình thích nhất ở trong sách. People think that intimacy is about sex, but intimacy is about truth. When you realize that you can tell someone your truth, when you can show yourself to them, when you stand in front of them bare and their response is, you're safe with me. That's intimacy. Cuốn này chắc là 4.5/5. Albert Camus là một nhà văn và một triết gia người Pháp. Ông ấy đạt giải Nobel Văn học vào năm 1957, và ngoài tác phẩm
Người xa lạ, The Stranger ra, thì còn có những cái tác phẩm khác cũng khá là nổi tiếng, làm nên tên tuổi của Albus Camus như là The Flake hay là The Rebel, vân 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 vân. Đây là một cuốn sách ngắn gọn, sử dụng câu văn đơn giản nhất nhưng mà lại hiệu quả nhất mà mình từng đọc luôn. Mình đọc cuốn sách này chắc chừng 2 tiếng là xong rồi á. Nhưng mà cái ấn tượng nó để lại cho mình thì rất là sâu. Đây là câu chuyện về Monsieur Moschok, không biết đọc có đúng không tại vì đây là tiếng Pháp. Và câu chuyện bắt đầu khi mà anh ta đi dự đám tang của mẹ mình. Mình sẽ chỉ nói tới đây thôi, bởi vì nếu mà mình nói nhiều hơn á thì mình sẽ spoil cái câu chuyện này. Cuốn sách này đặt ra nhiều vấn đề triết lý mà đến giờ con người nhiều khi vẫn luẩn quẩn chưa có trả lời được. Ví dụ như là liệu cái cảm xúc mà chúng ta đang cảm thấy bây giờ nó có phải thực sự là của chúng ta hay không, hay là đó là cái cảm xúc mà chúng ta nghĩ là mọi người xung quanh và xã hội nghĩ là chúng ta nên cảm thấy, và chúng ta đã tự thôi miên mình quá lâu để nói là chúng ta nên cảm thấy cái cảm xúc đó. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ thôi. Cuốn sách này nó còn đụng đến rất là nhiều đề tài khác, có đụng đến cả tôn giáo nữa. Cái cuốn này thì mình đọc bản tiếng Việt, và trước cái nội dung chính của câu chuyện thì có một cái phần bình dịch của JP Sack. Mình không biết đọc tên còn có đúng không, tại vì ông này cũng là người Pháp, nhưng mà ông này thì cũng là một nhà văn và một triết gia. Thì JP Sack có một cái đoạn bình rất là dài về cuốn sách này, và mình nghĩ là bạn nên đọc sách trước khi mà bạn đọc cái lời bình đó, để cái ấn tượng của bạn về cuốn sách đó, nó không có bị ảnh hưởng bởi lời bình của JP. Các bạn hãy thử đọc và cho mình biết ý kiến nha. Cuốn sách này mình cũng sẽ chấm 5 trên 5. Khi mà đọc cái cuốn Expectation của Anna Hope trong cái video mình làm lần trước về sách á, thì mình lập tức nhớ tới cuốn này, Three Daughter Thief. Tại vì cả hai cuốn sách đều là tiểu thuyết đương đại, và nó đều có ba người bạn ở trong đó, và ba người bạn đó cũng đều học ở Oxford University hết. Nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây á, là ba cái người bạn trong Three Daughters of Eve không phải là người bản xứ mà là nhân nhập cư. Nhân vật chính trong truyện là Perry, và cô ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô ấy lớn lên ở Istanbul và lớn lên trong một gia đình mà mẹ thì theo đạo Hồi và rất là thuần đạo Hồi. Còn bố của cô ấy thì lại là một người không tin vào Thượng Đế. Cái mâu thuẫn tôn giáo ở trong gia đình đó, nó buộc Perry phải tự tìm lấy câu trả lời cho mình. Và cô ấy vẫn liên tục tìm kiếm cái câu trả lời đó khi mà cô ấy vào Oxford, và cho tới thời điểm hiện tại là cô ấy đã có con gái rồi. Cái cuốn sách này á, nó nói về tôn giáo nhưng mà nó không phải là một cái cuốn sách tuyên giáo, mà nó tìm hiểu về cái ý nghĩa của từ Thượng Đế hay là God á. Và bên cạnh đó thì nó còn xoay quanh những cái chủ đề về tình bạn, về gia đình và về định dạng của một con người nữa, về identity của một con người á. Cuốn sách này có một cái đoạn làm cho mình nhớ tới cái cuốn Người xa lạ của Albus Camus nữa, và đó là cái đoạn này: Time, like a skillful tailor, has seamlessly sticked together the two fabrics that sheet Perry's life, what people thought of her and what she thought of herself. The impression she left on others and her self-perceptions have been sealed into a whole so consummate that she could no longer tell how much each day was defined by what was wished upon her and how much of it was what she really wanted. Sau cuốn này thì chắc chắn là mình sẽ còn đọc thêm những cái tác phẩm của Elif Shafak. Tại vì cái cách bà ấy viết rất là đẹp. Bà ấy viết hơi hoa mỹ một chút xíu, nhưng mà mình vẫn rất là thích giọng văn của Elif Shafak. Cuốn này thì mình sẽ chấm 4 trên 5, tại vì mình cảm thấy cái kết chuyện á, nó hơi hụt hẫng một chút xíu. Cuốn sách này thì mình được một người chị bạn giới thiệu. Chị nói là đây là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của chị, cho nên là mình đã đọc thử và mình cũng rất là thích cuốn sách này. Nếu mà nói tới cái sự ích kỷ và cái sự tàn nhẫn, những cái mặt xấu xí của con người á, thì mình nghĩ đây là một trong những tác phẩm hay nhất mà mình từng đọc. Trong chuyện này thì có ba nhân vật chính, đó là Dorian Gray, Basil Hallward và Lord Henry. Thì câu chuyện bắt đầu khi mà Basil Hallward, một nghệ sĩ, vẽ một bức chân dung cho Dorian Gray. Basil thì là một cái người rất là ngưỡng mộ, rất là thần tượng cái vẻ đẹp của Dorian.
Dorian và Lord Henry gặp nhau thông qua Basil, bởi vì Basil và Lord Henry là bạn của nhau. Và từ đây thì Dorian Gray và Lord Henry bắt đầu có một cái tình bạn với nhau. Ấn tượng sâu sắc nhất của mình đối với cuốn sách này chắc là những cái đoạn hội thoại giữa Dorian và Lord Henry. Và nó logic tới nỗi mà bạn đọc và bạn cảm thấy bị thuyết phục luôn á. Nhưng mà nó cho thấy một cái điều á, là cái tâm trí của chúng ta, cái đầu óc của chúng ta có thể lập luận ra bất cứ điều gì mà nó muốn, mặc dù cái điều đó có thể là phi đạo đức đi chăng nữa, cái điều đó có thể hoàn toàn nó nghe rất là tàn nhẫn, rất là độc ác. Và con người thì rất là dễ trở nên đồi trụy và xấu xa đi bởi vì nhan sắc và những cái giá trị bề nổi khác. Ở trong cuốn sách này có rất là nhiều câu mà mình note lại và mình highlight lên đó. Nhưng mà có một cái câu đến bây giờ mình vẫn còn suy nghĩ về nó rất là nhiều. Genius lasts longer than beauty. That account for the fact that we all take such pains to over-educate ourselves. In the wild struggle for existence, we want to have something that endure. So we fill our mind with rubbish, in fact, in a silly hope of keeping our place. Vậy thì bạn nghĩ gì về câu nói này? Liệu là chúng ta có đang quá chú trọng vào kiến thức mà quên đi là có những điều còn quan trọng hơn? Thật sự những cái kiến thức mà bạn nghĩ là đang giúp ích cho bạn á, những cái cuốn sách mà bạn đọc á, wow, nó có thật sự có ích cho bạn không? Cái chuyện cái kiến thức nó có quan trọng hay không á, là nó phụ thuộc vào cái việc á là cái kiến thức đó nó áp dụng như thế nào vào cái cuộc sống của bạn, hay là nó chỉ là một cái kiến thức để đó thôi. Giống như kiểu bạn mua trái táo về á, xong rồi cái kiến thức là cái trái táo đó, xong rồi bạn không ăn được cái trái táo đó, bạn chỉ ngắm được nó thôi. Và bạn không ăn được nó thì bạn chỉ biết là cái vỏ nó màu đỏ thôi. Bạn đâu có biết là ở trong nó ngọt hay chua đâu, đúng không? Cho nên là kiến thức cũng vậy đó. Thì video đến đây là hết rồi. Trong danh sách những cuốn sách yêu thích của mình thì đương nhiên là sẽ có nhiều hơn 7 cuốn. Nhưng mà mình thấy video quá là dài và mình thích số 7. Nếu như mà bạn có quyết định đọc thử một trong 7 cuốn sách này thì hãy cho mình biết ý kiến với nha. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại bạn.